Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Hội thảo khoa học kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ. Hội nghị quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận. Hỗ trợ nhân vật chuyên mục kết nối yêu thương số 13. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 26 tháng 4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức hội thảo khoa học kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ. Dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên địa bàn tỉnh. Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá những năm qua, tại Quảng Bình, công tác quy hoạch cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc, có hệ thống, đi vào nền nếp. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Việc bố trí sử dụng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định. Cán bộ được bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn gắn với quy hoạch. Cùng với đó, công tác quản lý cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Đó là tổ chức bộ máy còn công kênh, nhiều tầng nấc, hiệu quả của việc kiểm soát quyền lực chưa cao, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ có nơi, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Một số hạn chế yếu kém của từng khâu công tác cán bộ có thời điểm còn chậm được khắc phục, hiệu quả chưa cao, có khi còn hình thức. Hiện tượng tham nhũng, chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ tồn tại sẽ làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đội ngũ cán bộ. Từ thực tiễn của công tác cán bộ, tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đại biểu tham dự đã tập trung tham luận vào các nhóm vấn đề chính, gồm thực trạng và giải pháp trong kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền, nhận diện về vấn đề chạy chức chạy quyền, tình hình thực trạng về phòng chống chạy chức chạy quyền, về đạo đức công vụ và chống chạy chức chạy quyền, mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ, báo chí và vai trò của báo chí trong kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ hiện nay. Từ nhận diện về vấn đề chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ và chỉ ra những nguyên nhân chính, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp để cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ hiện nay. Hôm nay ngày 26 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Do vậy, cần phải được tổ chức một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đều quán triệt, nắm vững và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác dân vận. Như chỉ thị số 18 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9. Kế hoạch số 62 ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9.
Quyết định số 99 ngày 3 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Quyết định số 963 ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Quy định số 124 ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Sáng nay ngày 26 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2018. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, chủ trì hội nghị. Năm 2017, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Các cấp, các ngành đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ và phát triển rừng cho các địa phương, đơn vị, các chủ rừng. Trong năm, lực lượng chức năng đã tổ chức 57 đợt kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc tại các địa bàn trọng điểm, giao khoán bảo vệ trên 260.000 ha rừng cho các địa phương, đơn vị, tăng cường công tác quản lý chế biến, kinh doanh lâm sản, quản lý động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học, triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản và xử lý trên 1.000 vụ vi phạm quy định của nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giảm 69 vụ so với năm 2016, thu giữ trên 1.000 mét khối gỗ các loại. Các địa phương, đơn vị, chủ rừng cũng đã kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 năm 2017 gây ra. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những nội dung liên quan đến những tồn tại, hạn chế, cũng như khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sáng nay ngày 26 tháng 4, tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình gồm ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Cao Thị Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quảng Trạch trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội đã thông báo nhanh đến cử tri dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 và nội dung trả lời một số kiến nghị của cử tri huyện Quảng Trạch tại các kỳ họp trước. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, cử tri các xã trên địa bàn huyện đã đề xuất kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề như đầu tư xây dựng, tu bổ hệ thống kè chống sạt lở trên địa bàn các xã dọc sông Xanh, nâng cấp hệ thống đường quốc lộ 12A do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng dẫn đến tình trạng mặt đường hư hỏng, xuống cấp, vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vẫn còn nhiều bất cập. Cử tri cũng mong muốn các cấp ngành chức năng tăng cường công tác phòng chống tội phạm tham nhũng, tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ vi phạm, vấn đề cấp kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, chính sách xã hội với người có công cũng được cử tri quan tâm đề xuất. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội đường phố Carnival Quảng Bình diễn ra tại thành phố Đồng Hới xinh đẹp đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương đến tham gia. Đây được xem là điểm nhấn của tuần văn hóa du lịch Đồng Hới và là sự kiện mở đầu cho mùa du lịch của Quảng Bình. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và hòa sóng trực tiếp đến với một số đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Tham dự lễ hội có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Với gần 1.000 nghệ sĩ vũ công, người mẫu chuyên và không chuyên, các nghệ nhân dân gian đã mang đến một màn diễu hành đường phố đặc sắc mở đầu cho mùa du lịch Quảng Bình. Bốn đoàn diễu hành đi qua bốn tuyến phố được xem là lớn nhất của thành phố Đồng Hới và quy tụ tại chân cầu Nhật Lệ 1. Những trang phục đầy màu sắc, cầu kỳ và lộng lẫy thể hiện sức sống bền bỉ và gắn chặt với đời sống tinh thần của người dân trên toàn thế giới. Đất và người Quảng Bình cũng đã được tái hiện một cách sống động và tinh tế qua bộ sưu tập áo dài với chủ đề Quảng Bình – Vương quốc hang động, biển Đồng Hới – xưa và nay của nhà thiết kế Nhật Dũng. Đến với lễ hội đường phố Quảng Bình, du khách còn được theo dõi các tiết mục múa dân gian cũng như hiện đại đến từ đồi Lân Sư Rồng, các nghệ nhân của đồi múa bông chèo càn xã Bảo Ninh, các nhóm nhảy và các em học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Đồng Hới.
cảm thấy rất là vui khi được hoa chúng không khí ngày hôm nay. I'm traveling Vietnam and it was one. Tôi đã chọn Việt Nam làm điểm đến để trải nghiệm và dừng chân tại thành phố Đồng Hới xinh đẹp. Được hòa mình vào không khí lễ hội đặc sắc này, tôi rất là thích. Đoàn diễu hành cũng đã đi qua cầu Nhật Lệ xinh đẹp, bắc qua bán đảo Bảo Ninh, quê hương của mẹ ruột anh hùng, và dừng chân tại con đường mang tên vì tướng lừng danh của dân tộc, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điểm dừng chân cuối cùng của lễ hội Carnival Quảng Bình là quảng trường biển Bảo Ninh. Tại đây, du khách được thưởng thức các phần biểu diễn nghệ thuật đường phố, đồng diễn và nhảy dân vũ. Đây là một cái lễ hội rất là hoành tráng, rất là lớn và đặc biệt là rất nhiều màu sắc và hội tụ đầy đủ các anh chị em cũng như bà con tham gia. Và Thúy Ngân nghĩ là mình rất là vui và hãnh diện khi được góp một phần công sức nhỏ để quảng bá nền văn hóa cũng như du lịch của Quảng Bình. Nhật Dũng muốn đem nhiều cái màu sắc cho lễ hội diễu hành đường phố. Thì Nhật Dũng đã đồng hành cũng được 3 năm rồi. Thì đây là một cái món quà mà Nhật Dũng tri ân hết tất cả những người công dân tỉnh Quảng Bình và đặc biệt thành phố Đồng Hới là quê hương của Nhật Dũng. Thì một những hình ảnh của hang động, những hình ảnh của tiêu biểu của những màu sắc thì Nhật Dũng đưa lên trong cái lễ hội này. Thành phố Đồng Hới, thành phố hoa hồng hôm nay đang vươn mình trỗi dậy và trở thành một thành phố đẹp, thành phố du lịch của khu vực miền Trung với bãi biển đẹp được bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Sau lễ hội diễu hành đường phố, tại quảng trường biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã diễn ra lễ hội chèo cạn mùa bông năm 2018. Chèo cạn mùa bông là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của người dân vùng biển Quảng Bình. Lễ hội năm nay được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ nhân đội mùa bông chèo cạn xã Bảo Ninh và các em học sinh trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Những câu hò xưa cùng với các điệu mùa bông chèo cạn thể hiện lòng biết ơn đến các vị thần linh vùng sông nước, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất và hưởng thụ nét văn hóa của cha ông ta từ xưa để lại. Đặc biệt, chèo cạn mùa bông là một phần không thể thiếu trong lễ hội cầu ngư hàng năm của người dân vùng biển Quảng Bình nói chung, thành phố Đồng Hới nói riêng, là nét đặc sắc trong văn hóa dân gian của vùng biển Quảng Bình. Vừa qua, công ty cổ phần Tổng công ty Sông Danh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho chị Nguyễn Thị Cung ở thôn Hùng Sơn, xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch. Đây là nhân vật trong chuyên mục Kết nối yêu thương số 13 được phát sóng vào ngày 6 tháng 4 trên kênh QBTV Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chồng bỏ đi, một mình chị Cung phải nuôi 2 đứa con. Ba mẹ con hiện đang ở nhờ trong ngôi nhà tạm bợ của người hàng xóm. Để có tiền nuôi con ăn học, hàng ngày chị Cung phải đi mò cua, bắt ốc, lượm ghe chai. Thấu hiểu và sẻ chia trước những khó khăn mà gia đình đang gặp phải, công ty cổ phần Tổng công ty Sông Xanh hỗ trợ 3 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng một thùng hàng gia đình trị giá 1 triệu đồng. Trước đó, một số tổ chức cá nhân hảo tâm cũng đã đến thăm và trao quà hỗ trợ nhằm giúp gia đình vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn đã khuyến khích người dân phát huy lợi thế của vùng gò đồi để mở rộng các mô hình trang trại tổng hợp nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 1994, gia đình ông Trần Đình Ngò ở thôn Tân Sơn đã quyết định khai hoang phục hòa 2 hectare đất đồi để chăn nuôi, trồng trọt. Sau một thời gian tích lũy vốn và kinh nghiệm, đến nay gia đình có hơn 20 hectare rừng keo, tràm, 2 ao cá, hàng chục con dê bò nuôi theo hình thức chăn thả. Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế đất ven sông, ông Ngò còn trồng thêm 300 gốc dừa xiêm và đến nay đã cho thu hoạch. Mô hình trang trại tổng hợp này mang lại cho gia đình ông Ngò nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng một năm. Những ngày này, bà con nông dân xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy đang tích cực xuống đồng chăm sóc sản nguyên liệu. Toàn xã hiện có 73 hectare sản nguyên liệu, tập trung ở các thôn Tân Đa, Tân Lộc, Tân Truyền, Tân Thịnh. Hiện bà con nông dân đang tích cực vun gốc, bón phân, làm cỏ nhằm đảm bảo cho cây sản sinh trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh cây sản được xem là một trong những cây trồng chủ lực, thời gian qua, xã Tân Thủy đã khuyến khích người dân tích cực chuyển đổi một số diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng dứa và khoai lang nhằm đa dạng hóa cơ cấu cây trồng và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Mười một giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của chính quyền Sài Gòn bị tiêu diệt. Lá cờ chiến thắng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
Đây là thời điểm lịch sử đánh dấu thành cổ Sài Gòn gia đình hoàn toàn giải phóng, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Đại thắng mùa xuân 1975 là thành quả vĩ đại của nhân dân ta, thể hiện ý chí, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất tổ quốc của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đối với mỗi người con đất Việt, thì ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi là mốc son chói lọi, một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 26 tháng 4 năm 2018. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm từ 77 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 76 đến 93%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.